Trong kim cầu, Jin và tên tướng Nhật lại một lần nữa đấu kiếm. Nghe ra là đấu kiếm, chứ không phải đấu kiếm mà lại là đấu kiếm. Họ xuất hiện trên con tàu ở thời hiện đại rồi tiếp tục đấu kiếm. Hai người này đấu dài phết. Tại thế giới bên kia, tên đại ca leo lên kim cầu tiếp tục đọc thần chú. Jin và tên tướng Nhật đánh nhau trên con tàu trong thế không gian ảo. Hết chơi đấu kiếm thì họ chơi mèo vờn chuột. Tên tướng Nhật già rồi, chạy sao lại riêng. Chào cả nhà, chắc cả nhà còn nhớ anh Đan đẹp trai xuất hiện trong phim Người Băng phần 1 phải không? Sau khi được rã đông thì anh Đan tái sinh ở Hồng Kông và gặp gỡ cô gái xinh đẹp Tiểu Mỹ. Nhưng do anh là người duy nhất nắm giữ bí mật du hành thời gian nên anh bị truy lùng bởi cảnh sát và truyền thông. Anh phải đến Bắc Kinh quay ngược thời gian, về lại Minh Triều. Bằng cách sử dụng khả năng điều khiển kim cầu, anh tìm cách thay đổi lịch sử để bảo vệ những người thân yêu. Tuy nhiên, một cái bẫy đang chờ sẵn khi anh quay về quá khứ. Điều gì sẽ xảy ra khi anh thay đổi lịch sử? Mời cả nhà cùng đến với review phim Người Băng phần 2 nha! Vào thời triều đại nhà Minh còn khó khăn, anh Jin là một cận vệ ưu tú nhất bên cạnh hoàng thượng. 10 tuổi, anh đã phải xa người thân để tham gia đội cẩm y vệ của triều đình. Tại đây, chúng tôi 4 người cùng nhau kết nghĩa huynh đệ. Vào một ngày đẹp trời, 4 người họ được triều đình cử đi thám hiểm ở phía Tây. Và trong lúc đó, Jin đã tình cờ gặp được một nhà sư tóc trắng. Ông ấy trao cho Jin bí mật du hành thời gian với điều kiện anh không được tiết lộ cho người khác biết. Và nhà sư yêu cầu Jin mang vật đó đến kinh thành. Nó có tên là Linga. Điều này cũng làm thay đổi vận mệnh của anh. Do không thể giữ được miệng nên anh đã vô tình tiết lộ bí mật này cho đại ca biết. Họ còn dùng rượu thề thốt sẽ giữ bí mật cho nhau. Nhưng không ngờ quân tử khôn 3 năm giải 1 giờ. Điều này đã đe dọa đến tính mạng của Jin sau này. Sau khi trở về từ phía Tây, họ dâng lên hoàng thượng một vật hình tròn làm bằng vàng siêu to khổng lồ có tên là kim cầu. Nhưng trong cuộc diễn kiến này lại không có mặt của Jin. Thì ra trên đường về, nghe tin báo, lính Nhật hoành hành cướp bóc khắp nơi. Jin cùng tam đệ đã tự nguyện lên đường chiến đấu với chúng. Hoàng thượng rất hài lòng về chiến tích ngày hôm nay và yêu cầu đặt kim cầu vào trong phòng riêng cho ngài có thể thỏa ý vui chơi. Cũng lúc này, đại ca đã tiết lộ rằng Jin đang nắm giữ Linga, vật có thể kích hoạt kim cầu xoay chuyển thời gian và không gian. Trên đường đi dẹp lính Nhật, Jin đã bị hãm hại rằng Jin tướng quân thông đồng với cướp biển và tàn sát toàn bộ gia đình của Du đại nhân. Hoàng thượng ra lệnh xử tử cả nhà của Jin để đền tội. Jin xuất hiện tại Hồng Kông và gặp lại 3 người anh em của anh ở quá khứ và họ vẫn nhất mực tin anh là kẻ phản bội. Trong trận chiến trên cầu, anh bị đánh rơi xuống biển. Phía cảnh sát tìm ra được tung tích của Jin, họ vớt xác anh lên. Đại ca cùng một tên sĩ quan cùng đi kiểm tra xác của Jin, họ phát hiện mạch vẫn còn đập. Bất ngờ đại ca đập đầu tên sĩ quan xuống bồn nước rồi dùng ống chích ghim thẳng vào đầu hắn. Sau đó, ông dùng súng bắn những tên đang gác cổng. Đại ca bị truy nã vì liên quan đến những vụ án trên. Hắn ta mang xác của Jin về nhà và cắt tóc cho Jin, vì chỉ có Jin mới biết cách kích hoạt Linga quay về quá khứ. Sau khi được tuốt lại đẹp trai hơn, anh Jin đi tìm Tiểu Mỹ và kể cho cô nghe mọi chuyện, đồng thời nói rằng anh sẽ quay về quá khứ. Cô lấy điện thoại ra cùng Jin tự sướng một tấm hình làm kỷ niệm. Jin được đại ca đưa đến Bắc Kinh cùng với tam đệ. Họ đến đây để tìm kim cầu. Đại ca đi gặp tên mập và được hắn giao cho một tấm bản đồ. Lần theo dấu vết, đại ca cùng Jin đi đến được một hang động, họ tìm thấy kim cầu. Nhưng đại ca hối thúc Jin kích hoạt kim cầu nhanh đi, còn Jin thì không đồng ý vì muốn đợi đủ cả 4 huynh đệ đi cùng. Đột nhiên, họ phát hiện ra Tiểu Mỹ đã trốn ở trong hang động. Họ uy hiếp Jin nói ra thần chú kích hoạt kim cầu, nếu không sẽ giết chết Tiểu Mỹ. Vừng ơi, mở ra! À không, đó là một câu tiếng Phạn mà tôi không biết đó là gì. Đại loại là Jin sau đó khi đọc thần chú, kim cầu liền được kích hoạt. Nó xoay tròn làm đất trời rung chuyển. Cổng hang động đóng sập lại, một trận cuồng phong nổi lên. Sau đó là 2 người đại ca và tam đệ biến mất, chỉ còn lại Jin và Tiểu Mỹ. Không ngờ rằng tam đệ đã nhắn tin hẹn gặp Tiểu Mỹ và bắt cóc cô ấy đến Bắc Kinh này. Vậy là âm mưu đã được bọn họ tính toán từ trước. Tại đây, Tiểu Mỹ thổ lộ rằng cô không thể sống thiếu Jin và quyết định theo Jin về quá khứ. Sau một hồi tìm kiếm, anh Jin đã tìm thấy Linga đang nằm trên một vách đá và liền mang nó xuống khởi động kim cầu. Máy quay chuyển cảnh trên một con tàu đang bon bon chạy. Sau khi con tàu chui qua đường hầm thì anh Jin xuất hiện và hỏi thăm mọi người đây là năm nào và ở đâu. Được biết họ đã đến năm Cộng Hòa, là năm sau thời đại nhà Minh. Trên tàu, họ thấy việc bất bình nên ra tay tương trợ. Một tên Nhật Bản đang ức hiếp một cô gái yếu đuối. Tiểu Mỹ đánh rồi đá, làm tới tấp tên Nhật không kịp trở tay. Vì không dùng kiếm, Jin và Tiểu Mỹ song tay hợp bích, dạy cho bọn Nhật một trận tưng bừng khói lửa. Sau khi giải nguy cho cô gái, bọn họ từ biệt cô gái rồi tiếp tục lên đường quay về quá khứ. Anh gặp lại nhà sư tóc trắng. Ngài chỉ anh ta có hai hướng để trở về nhà, một bên trái, một bên phải. Đi đường nào cũng được, nhưng kết quả đến đâu thì ngài không nói. Nói như ngài thì tôi cũng nói, thôi để tôi tự đi cho lành. Anh Jin đi qua bên phải rồi kiếm đâu ra được bộ đồ và con ngựa ngon lành, rồi đón Tiểu Mỹ đi đến Đào Viên. Trên đường về làng, họ bị những người dân chặn lại vì thay đổi tóc tai nên họ nhận không ra anh. Sau khi nhận ra Jin, rồi họ đưa Jin về làng trước sự chào đón nồng nhiệt của mọi người. Mới đi đó đã 10 năm. Mẹ của Jin ôm anh khóc nức nở vì nhớ con, trong đó cũng có sự vui mừng của Shay, cô gái thanh mai trúc mã của Jin. Họ cùng nhau mở tiệc ăn mừng chào đón Jin trở về. Jay dẫn Tiểu Mỹ đi thay trang phục. Họ thấy túi xách của Tiểu Mỹ và lạ lẫm trước những món đồ của cô. Tối đến, họ mở tiệc linh đình. Trong lúc nhảy múa, Jay vô tình bị rơi xuống lầu thì lập tức Jin thi triển khinh công bay lên đỡ lấy cô ấy. Họ trao nhau cái nhìn đắm đuối. Đứng giữa hai cô gái, thầm thương trộm nhớ mình. Ây da, đẹp trai cũng thiệt là khổ quá đi. Jin vì muốn cứu sống dân làng nên ngày đêm đau đầu tìm cách để đưa họ đi xa. Càng xa càng tốt để tránh sự truy đuổi của quan binh. Trong làng đang tổ chức đám cưới thì tứ đệ trở về. Họ có một màn chào đón bằng võ nghệ rồi tay bắt mặt mừng ôm nhau thắm thiết. Tứ đệ đến mang theo lời mời Jin đến phủ của Du Đại Nhân dự tiệc cưới của ông ấy. Trong quá khứ, do Jin đến phủ của Du Đại Nhân nên đã bị vu oan giết cả nhà ông ta. Liệu rằng biết trước được tương lai, Jin có thể thay đổi được lịch sử hay không? Trước khi lên đường, anh bái lại tổ tiên, từ biệt mẹ già và cô bạn gái Shay. À còn Tiểu Mỹ nữa chứ. Khi đến phủ của Du Tướng Quân, anh gặp lại đại ca. Thì ra là đám cưới của đại ca cùng con gái Du Đại Nhân. Đồng thời, ông ta còn ép Jin giao Linga cho đại ca. Không đồng ý, đám lính của Du Đại Nhân dương cung chuẩn bị sẵn sàng để tấn công Jin bất cứ lúc nào. Nhận được lệnh bắn, đám lính bắn một loạt mũi tên lao ra, nhưng không trúng Jin, lại trúng Du Đại Nhân. Đại ca còn ra tay giết cô vợ sắp cưới của mình, nhằm đổ hết tội lỗi lên đầu Jin, thật tàn nhẫn. Tại một cảnh quay khác, tứ đệ đi sang về, phát hiện đám lính Nhật đang bàn mưu tính kế giết hết dân làng Đào Viên. Tại đây còn có sự góp mặt của A Hổ, tức Tam Đệ, Tứ Đệ, tức A Cẩu, theo dõi và đột nhập vào trong doanh trại của địch. Hắn tấn công A Hổ vì hắn thông đồng với lính Nhật. Tại đây, tên thủ lĩnh còn nói đại ca của bọn họ cũng đã thông đồng với ông ấy. A Cẩu cùng A Hổ huynh đệ tương tàn, họ giao đấu với nhau như những người đàn ông thực thụ. A Cẩu đấm vào bụng rồi đục vào mặt A Hổ. Hắn bay lên đạp gãy cầu thang, rồi A Hổ dùng quyền cước một đòn đá văng A Cẩu hộc máu. A Hổ trách A Cẩu vì sao không chịu theo phe của hắn. A Cẩu nhớ về ngày thơ bé, cùng cả bọn đi săn thỏ rồi trút hơi thở cuối cùng. Kiếp sau ta sẽ không đi săn thỏ cùng ngươi nữa. Đám lính Nhật tấn công Đào Viên, chỉ trong một đêm cả làng bị giết sạch. Tiểu Mỹ bị một mũi tên bắn trúng, ngã xuống sàn rồi làm rơi mất Linga. A Hổ đến Đào Viên và nhặt được Linga mang về cho đại ca. Xin trở về, nhưng tất cả đã quá muộn. Mẹ già năm đó mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa. Jay nở nụ cười gượng gạo rồi thì thào, miễn là huynh an toàn, Jin. Anh đi tìm Tiểu Mỹ trong hàng trăm xác người máu me be bét. Anh tìm thấy chiếc điện thoại của Tiểu Mỹ rơi dưới đất. Jin chôn cất hết mọi người trong làng, rồi quyết chí ra đi tìm lại Linga và quay về thay đổi lịch sử lần nữa. Jin cùng Tiểu Mỹ đến Hoàng Cung tìm gặp đại ca và tên Hoạn Quan Ngô Tâm Quế. Tại đây, Jin giao đấu với tên tướng người Nhật. Trường kiếm đấu với Katana, kiếm của Jin bị chém đến độ mẻ lỗ chỗ. Đúng là từ xưa đến nay, hàng Tàu không sánh lại hàng Nhật. Bất ngờ tên đại ca cầm một khẩu súng ra, bắn chỉ thiên nhằm mục đích muốn Jin phải đầu hàng. Nhưng anh hùng bất khuất thà chết vinh còn hơn sống nhục. Tên đại ca quay nòng súng sang bắn Tiểu Mỹ, là một người con gái nữa ra đi vì Jin. Mê đẹp trai thường có cái kết không có hậu. Jin ôm Tiểu Mỹ khóc, có lẽ giọt nước mắt của đàn ông là khi mất đi những người thân thương nhất của mình. Đại ca uy hiếp Jin khởi động kim cầu, một trận cuồng phong vũ bão nữa xuất hiện. Tên tướng Nhật nhảy vào ngăn cản, rồi trong phút bất cẩn, Jin đạp đại ca văng ra khỏi kim cầu. Trong kim cầu, Jin và tên tướng Nhật lại một lần nữa đấu kiếm. Nghe ra là đấu kiếm, chứ không phải đấu kiếm mà lại là đấu kiếm. Họ xuất hiện trên con tàu ở thời hiện đại rồi tiếp tục đấu kiếm. Hai người này đấu dài phết. Tại thế giới bên kia, tên đại ca leo lên kim cầu tiếp tục đọc thần chú. Jin và tên tướng Nhật đánh nhau trên con tàu trong thế không gian ảo. Hết chơi đấu kiếm thì họ chơi mèo vờn chuột. Tên tướng Nhật già rồi chạy sau lại Jin. Sau khi đọc thần chú nhưng không thể dịch chuyển, hoạn quan Ngô Tam Quế ra lệnh bắt đại ca lại. Hoàng thượng xuất hiện, nhìn thấy một đống hỗn loạn, bèn trách mắng đại ca, rồi tên A Hổ dùng súng bắn chết đại ca, kèm theo nụ cười nham hiểm. Bên thế giới ảo, Jin xuất hiện trong khoảng không trắng xóa. Anh bước đến, nhìn một khung cảnh mờ ảo xuất hiện, thì đột nhiên bị tên tướng Nhật đâm lén sau lưng. Hắn còn chém Jin đến nỗi anh thổ huyết mà chết. Xác của Jin biến mất, anh quay trở về quá khứ, lúc anh gặp nhà sư tóc trắng. Cuộc sống trở thành cái chết trở thành sự sống. Trải qua 3 chu kỳ, đây là cơ hội cuối cùng của anh. Lần này anh chọn đi bên trái. Nếu kết quả có thể dự đoán trước thì cuộc sống có gì vui nữa. Có lẽ kích hoạt kim cầu là một sai lầm, nó mang lại tham vọng và sự chết chóc. Quá khứ là những điều không thể thay đổi, tương lai là những thứ ta không thể biết trước. Chỉ có nắm bắt được hiện tại ta mới có thể tìm được hạnh phúc. Ảo mà thật, thật mà ảo. Bộ phim kết mở để cho chúng ta có thể suy nghĩ theo hướng mà mình muốn. Các bạn có thể chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận phía bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những review sau.